Tôi ở đâu không? Hiện tại thì chị đang ở đâu thì chúng tôi cũng chưa biết. Ui Mà chúng giời. tôi Thế bây giờ đây cơ quan công tìm an. thấy cái thông tin này. Thông tin ở thông tin Tôi bảo gì? cho chị nghe. Nói đi. Cái thông tin cá nhân của chị là được đăng ký cái tài khoản ngân hàng này. Trên mạng Cái tài khoản ngân nào? hàng này hiện đang liên quan đến một vụ án hình sự. Không, bây giờ thế này Được nhá. chưa? Ngân hàng nào? Ngân hàng nào? Ngân hàng SCB đăng ký ở thành phố Hồ Chí Minh là dưới tên của chị, đã liên quan đến một vụ án Thôi, thôi, mà từ hiện từ. công an thành phố Hồ Chí Từ Minh đang ở đây. Ừ. từ từ ok, Tôi hiểu. bây giờ tự anh nói, cứ đi nói lại một cái vấn đề khổ, nó nắm được thông tin rồi. Bây giờ tài khoản ngân hàng SCB đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ tài khoản đấy nó làm sao? Cái tài khoản đấy là đăng ký địa chỉ của chị. Đăng Đang có ký, mặt ở người đăng ký tên của trên tài tôi. khoản này. Đăng ký tên của Thế tôi. nên Thế là bây giờ anh nói rõ xem là tên của tôi, rồi là số chứng minh thư của tôi như thế nào, ngày sinh của tôi ra sao và thì bây giờ địa đây chỉ của tôi như thế nào. thì Anh bây giờ đây anh phải nói là rõ ra chứ, 100 người tên là Nguyễn Khánh Thư thì ai biết là thì để tránh nhầm lẫn này, cái ừ. tên thông tin đăng ký cái tài khoản Ừ. của tôi. Ừ. Ừ. Ừ, rồi sao nữa? Tư là 142 494 Ừ. là thông tin của chị đúng Ừ, không? đăng ký từ bao giờ? Bây giờ tôi nói cho anh biết nha. Bây giờ tôi nói cho anh biết nha. Chứng minh thư người ta bỏ từ lâu lắm rồi. Người ta chuyển sang dùng căn cước công dân rồi. Mà vẫn còn cái chứng minh thư để mà đăng ký. Vô lý. Cái vô lý, bây giờ cái chuyển sang căn cước công dân hết rồi. Bây giờ là chứng minh thư ở đâu? Lấy đâu ra? Chứng minh thư đang sử dụng nhưng mà tôi không sử dụng chứng minh thư. Tôi đã sử dụng căn cước công dân từ rất là lâu rồi. Đấy, bây giờ cơ quan công an còn không nắm được. Bây giờ nhá. Bây giờ tôi nói cho anh biết anh là công an đúng không? Trật tự để người ta nói. Để người ta nói này, cơ quan công an ấy thì phải biết dữ liệu dân cư nó như thế nào, hiểu chưa? Căn cước công dân người ta sử dụng từ lâu rồi, bây giờ vẫn còn giấy chứng minh thư. Bây giờ mình là công an mình phải cập nhật chứ, bây giờ công an lại không cập nhật được những cái đấy. Anh lên đấy đi. Giờ chị anh làm anh có À, thể giải đáp được anh chị lên cổng thông tin điện có tử thể quốc giải đáp gia được hoặc chị là mọi kể vấn cả đề bộ này. công an nhá. Bây giờ người Hiện ta tại dùng thì căn cước công dân hiện là mọi người đều sử dụng. Rất là này, đúng. tao nói thật, Nhưng mà người ta mày đi đường càng này. nói ấy, mày càng nói mày càng ngu. Bây giờ tất cả nó đều ở trên lĩnh vực hết rồi, cứ nói như thế. Em